Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thế Thế Đường Muôn tập 156 anh em nhé. Một tầng quang màng xích kìm phóng ra, hồng trần tí hiệu mang đến 15 giây vô địch hộ cháo. Băng hoàng hộ thể cũng đồng thời triển khai. Băng tinh bị hồn kỹ mô phỏng che đi không hề phát sáng khi mà hình thành. Phát động hai năng lượng phòng ngự tuyệt đối, hắn lại đẩy phôi thai hồn thú 10 và 5 trong tay về phía một quyền khủng bố đang đánh tới. Qua bàn tay to lớn đang vồ qua thì hoàn toàn không coi xa gì. Đối với hồn sư, hồn hoàn hồn cốt 10 và 5 chính là chí bảo. Tên kia không thể ngờ có người chiếm được chí bảo này lại đang tâm phá hủy nó. Trong suy nghĩ của tên kia, đối phương có gan lửa gạt mình, tu vi nhất định sẽ không yếu. Do đó một quyền tung ra là toàn lực, muốn thu hồi lại mà không có khả năng. Nhưng phôi thai hồn thú 10 và 5 chính là mục tiêu của bản thể tông, chưa kể tiền thưởng 1 triệu kim hồn tệ. Chỉ phôi thai hồn thú và hồn đạo khí cấp 9 phong thần đài đang chứa đựng nó đều là chí bảo vô cùng. Nhìn thấy kẻ nó hoàn toàn không tiếc hai món chí bảo, tên cường giả bản thể tông sao có thể không vội vàng cho được. Tay trái đang chụp tới Vũ Hạo liền chuyển mục tiêu sang tay phải. Vì kế hoạch lần này, bản thể tông có thể nói là nhọc lòng không ít. Chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị cũng đã gần 2 năm, đối với phong thần đài cũng có nghiên cứu. Phong thần đài có thể phong ấn hết thảy sinh mệnh thể, nhưng trước phong ấn mục tiêu không có năng lực chống đối mới có thể thành công. Một khi đã ở trong phong ấn, cho dù là cường giả phong hào đấu la cũng vô pháp thoát ra. Thông thường dùng để phong ấn một vài hồn thú cường đại mất đi chiến lực, rất ít khi dùng trên hồn sư nhân loại. Phong thần đài cũng không phải toàn bộ không có vấn đề, bản thân nó có một nguyên lý sử dụng chính hồn lực của đối phương bị phong ấn để duy trì phong ấn, do đó đối với phòng ngự bên trong cực kỳ cường đại. Thế nhưng ngược lại, phòng ngự bên ngoài lại cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một công kích nhất định liền khiến kiện hồn đạo khí này nổ tan tành. Thành ra phong thần đài chỉ ở trong cứng ngoài mềm. Vũ Hào tự nhiên cũng có hiểu biết về phong thần đài nên hắn mới lựa chọn như vậy. Đạt được kim khí nhân kia rồi, hắn chỉ muốn an toàn rời khỏi nơi này. Đối với phôi thai hồn thú 10 vạn năm, hắn vốn không có nhiều ước mơ. Thực lực hắn trước mắt không có khả năng hấp thu một cái hồn hoàn 10 vạn năm, huống chi hắn cũng không biết hồn thú 10 vạn năm này có thuộc tính gì. Bởi vậy hắn thả phóng thích ra hồn thú 10 vạn năm này đi, mà đó cũng là phương án duy nhất có thể ngăn cản công kích của đối phương. Nếu không, với tu vi chênh lệch của hai bên, ngay cả hồng trần tí hiệu cũng khó mà ngăn được công kích của đối phương, sống sót là mục tiêu duy nhất. Vì hồn đấu la bản thể tông được tuyển chọn để thực nghiệm nhiệm vụ này quả thực có thực lực kinh người. Đúng lúc biến chiêu, tay trái bắt lấy kiểm hãm tay phải, thân thể khựng lại, hữu quyền dũng mãnh dừng lại trước phong thần đài. Thế nhưng lúc này hắn toàn lực tung quyền, cố gắng hết sức mới có thể ngăn lại được. Hắn nghĩ việc cường hành thu chiều sẽ tạo cơ hội rất lớn cho Vũ Hào thừa cơ công kích, nhưng hắn rất tin tưởng năng lực phòng ngự bản thân, đang định chuyển hết năng lực sang trạng thái phòng ngự thì một sự việc hắn cực kỳ không ngờ tới đã xảy ra. Vũ Hạo đúng là đã thừa cơ công kích hắn, thế nhưng lại dùng chính phong thần đài để công kích. Tinh thần tham trang dự đoán chuẩn xác vị trí nắm tay đối phương dừng lại, phong thần đài mạnh mẽ hướng đến, hắn cũng là dùng hết toàn lực, sức mạnh băng đế ngào nháy mắt đó phát ra. Bùm một tiếng, phong thần đài hung hăng nện vào hữu quyền của vị hồn đấu la kia, trong tiếng đứt vỡ nặng nề, kiện hồn đạo khí cấp 9 xuất hiện một vết nứt nghiêm trọng. Khốn khiếp! Hồn đấu la nổi giận gầm lên một tiếng chụp lấy phong thần đài. Thế nhưng trong nháy mắt, nhiệt độ trong địa đạo đột nhiên hạ xuống nhanh chóng. Sương khói màu trắng từ bên trong phong thần đài lúc này trào ra từ cái khe nứt đó. Vũ Hạo buông tay, thân hình nhanh chóng lùi lại. Vì hồn đấu la bản thể tông mở lớn hai tay ra sức chụp tới dòng khí nó. Một giọng nữ tràn ngập tức giận trong trẻo và lạnh lùng vang lên: nhân loại tùy tiện, đi tìm chết, chết hết đi. Tiếp theo, bất kể Vũ Hạo hay là vị hồn đấu la bát hoàn của bản thể tông đều chỉ thấy trước mặt một màu trắng xóa. Vũ Hạo không nhìn thấy bộ dạng chật vật của vị hồn đấu la kia, thế nhưng bản thân lại hoảng sợ. Hồng trần tí hiệu vô địch hộ cháo lại ngưng trệ trong một khắc, hồn lực đang lưu chuyển bỗng nhiên yếu ớt tàn mát, một tiếng vỡ chói tai, hàn ý khủng bố từ bốn phương tám hướng trào tới, bao vây lấy cơ thể của hắn. Có đường vũ hồn cực hạn băng, không biết từ lâu Vũ Hạo đã không còn cảm thấy cái rất lạnh, thế nhưng chính lúc này hắn lại thấy lạnh lẽo vô cùng, thân thể và linh hồn dường như bị đông cứng trở lại, hoạt động cơ thể trở nên ngưng trệ. Ngay sau đó, trong tinh thần hải của Vũ Hạo vang lên một tiếng hô hoán cực kỳ hoảng hốt. Thế nhưng dĩ nhiên là nàng, làm sao có thể, điều này sao có thể. Dòng khí mát lạnh từ bằng bích đế hoàng hạt thần cốt phát ra, tiếp nhận khí lạnh bên ngoài, giúp Vũ Hạo đang bị đông cứng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Dòng khí lạnh vô cùng của cực hạn băng bảo vệ cơ thể của Vũ Hạo khiến hắn không thể bị đóng băng. Thế nhưng Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng băng bích đế hoàng hạt ban cho hắn cực hạn băng, vậy mà vẫn còn kém hơn cảnh giới lạnh lẽo đang xuất hiện ở bên ngoài này. Hắn trước nay vẫn cho rằng nhiệt độ cực hạn băng của mình đã là lạnh nhất, thế nhưng biến hóa trước mắt khiến hắn hoàn toàn thay đổi tri thức. Khi mà đôi mắt có thể nhìn lại được, cảnh tượng phía trước khiến hắn cực kỳ run rẩy.
Cả địa đạo đã hẹp lại càng hẹp hơn, vì bên trong địa đạo đã đóng một tầng tuyết dày cộp. Vì hồn đấu la bản thể tông lúc này đã muốn biến thành một khối băng cứng, hoàn toàn bất động cách mình một khoảng. Phong thần đài rơi trên mặt đất cũng là bị đông cứng lại. Trong địa đạo trở nên tối đen, hồn đạo khí chiếu sáng toàn bộ mất đi tác dụng. Nếu không phải thì lực linh mồ viễn siêu người khác, chỉ là chính Vũ Hào cũng khó thấy đường năm ngón tay. Băng đế, tình hình gì đây? Lúc nãy người nói vậy là sao? Tiếng kinh hô hoảng hốt lúc trước đúng là của băng đế ở trong tinh thần hải của Vũ Hào phát ra. Giọng nói băng đế vẫn trầm ngập khiếp sợ. Vừa rồi chính là khí tức của tuyết đế. Vũ Hào nghe xong cả thể xác và tinh thần đều kịch chấn, thất thanh nói: Tuyết đế, ngươi là nói phôi thay hồn thú 10 vạn năm bị phong ấn bên trong phong thần thai chính là vị đứng đầu tam đại thiên vương cực bắc, đệ tam hung thú trong thập đại hung thú đại lục là tuyết đế sao? Đúng vậy, chắc chắn là khí tức của tuyết đế. Trên đại lục khí tức băng giá có thể có cảnh giới lạnh hơn ta chỉ có tuyết đế. Hơn nữa giọng nói kia không sai vào đâu được, tuyết đế chính là tuyết đế. Vũ Hào không dám tin rồi nói: Thế nhưng mà làm sao có thể như vậy được? Tuyết đế không phải đã có tu vi gần 70 vạn năm sao? Hồn thú nếu muốn chuyển hóa thành người để tu luyện, vậy thì phải tiến hành lựa chọn ở thời điểm tu vi 10 vạn năm mới phải. Tuyết đế nếu có tu vi 70 vạn năm, làm thế nào có thể trùng tu đây? Có thể đây là tộc nhân của nàng chăng? Băng đế nghiêm trọng nói: Không có khả năng, tuyết đế là sinh vật may mắn sinh đúng thời cơ, được thiên địa linh khí mà có được sinh mệnh bằng thiên tuyết nữ. Tuyết nữ bình thường không có khả năng vượt qua cái lạnh cực hạn của ta. Kẻ kia khẳng định là tuyết đế. Tuy ta không biết làm cách nào nàng làm được, thế nhưng ta có thể khẳng định chính là nàng. Thiên Mộng Băng Tẩm lúc này mới lên tiếng: Bất kể kẻ kia có phải tuyết đế hay không, Vũ Hào, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lúc này không cần phải lo nhờ như vậy. Vũ Hào nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh đâu. Bước nhanh qua gã hồn đấu la bản thể tông đã đóng băng trước mặt, Vũ Hào chợt nổi hàm ý, trầm giọng nói: Thực là xin lỗi. Vừa nói hắn vươn ngón trỏ tay phải ra, lưỡi dao ám kim sắc bén đó chậm rãi vạch vào khối băng, đâm thủng mi tâm của hắn. Biên nhiệt độ siêu thấp cấp độ đóng băng, hắn khó mà còn sống. Cho dù có thể sống, rơi vào tay của mình Đức Đường kết cục cũng không khác, thế nhưng có thể sẽ bại lộ hành tung của Vũ Hào. Hiện tại không phải thời điểm mềm lòng. Xoay người, Vũ Hào cầm lấy phong thần đài bị hỏng nhặt lên, thu vào hồn đạo khí chư vật. Món đồ trên này mặc dù bị hỏng thế nhưng vẫn là một món hồn đạo khí cấp 9, giá trị nghiên cứu và nguyên liệu chế tạo đều rất quý giá. Âm thanh chiến đấu bên ngoài đột nhiên tăng lên, Vũ Hào do dự một chút vẫn trở lại lối vào lúc trước. Để chắc chắn không gặp lại tình trạng sạt lún, tinh thần tham trác toàn diện phát ra, cảm nhận biến hóa của bùn đất phía trên, Vũ Hào nhanh chóng tiến tới chỗ bị sụp đổ khi trước, hồi lực dò xét phía trước trong lòng bất chợt vui vẻ. Không đến 3 mét phía trước là nền căn cứ phía trên, hơn nữa chỗ đó còn có những tấm thép che phủ, là một địa phương ẩn náu rất là tốt. Quyết định thật nhanh, Vũ Hào thi triển băng đế ngao nhanh chóng mở đường, một lát sau đã chui vào cái khoảng trống đó. Tấm kim loại trên đỉnh đầu thỉnh thoảng vang lên tiếng chấn động, Vũ Hào giật mình mấy cái, dán cả người lên tấm kim loại đó. Nơi này không khí cực kỳ bẩn, bùn đất nồng nặc khiến cho người ta khó mà hít thở. Tinh thần tham trác nhanh chóng giúp hắn tìm được một vị trí có công sự che chắn, ám kim khổng trào xé toang tấm thép. Hắn lặng yên nhẹ nhàng chui ra bên ngoài, vừa lúc nấp vào ở một cái bàn thực nghiệm. Vị trí của hắn lúc này tương đối gần về phía phe Minh Đức Đường một chút, thoáng hồi phục lại hơi thở, hắn mới cẩn thận quan sát chiến hướng trước mặt. Cả căn cứ ngầm đã trở thành một mảnh hoang tàn, số bàn thực nghiệm còn nguyên không đến 1/5, Minh Đức Đường tổn thất to lớn, lần này xem ra lỗ lắng. Kinh Hồng Trần sắc mặt tái mét, từng đạo hồng quang phô thiên cái địa bắn ra bên người. Bản thể tông chủ độc bất tử vẫn lơ lửng ở giữa không trung như trước, có điều bọn họ không công kích lẫn nhau, mà là một thân ảnh màu trắng lay động giữa không trung. Từng luồng khí lạnh trắng tinh tỏa ra từ thân ảnh kia, thế nhưng dưới công kích cường đại của độc bất tử và Kính Hồng Trần lại không hề lan ra ngoài. Ngoài trừ độc bất tử và Kính Hồng Trần, cường giả hai bên đều đã ngừng tay, hoàn toàn để ba vị cường giả ở giữa kia so đấu. Cẩn thận quan sát, Vũ Hạo mơ hồ nhìn thấy hình dạng thân ảnh màu trắng kia rõ ràng chính là một tiểu cô nương chỉ chừng 2-3 tuổi, da trắng như tuyết, một cái quần lụa mỏng mảnh cuốn lấy thân thể mập mạp mũm mĩm, miệng không ngừng la hét ý đồ vượt khỏi trùng vây. Trong căn cứ, bất kể là bản thể tông hay là Minh Đức Đường đều có không ít những tượng băng hiển nhiên do tuyết đế trước đó lao tới tạo thành. Kẻ kia thật sự là tuyết đế, Vũ Hào hỏi băng đế trong lòng. Băng đế nói hẳn là đúng, tuyết đế trùng tu đã lớn, hóa thân phôi thai nhân loại. Hiện tại nàng có lẽ phải buông tha cho trùng tu, khôi phục bản thể mà chiến. Trong qua nàng hiện tại tựa hồ không có được 1/3 sức mạnh bình thường. Nếu không những người này tuy rằng cường đại vẫn không có khả năng vây khốn lấy nàng. Vũ Hào cho mày rồi nói, bị phong thần đài phong ấn lâu như vậy, thực lực không bị suy giảm mới là lạ. Hơn nữa nàng còn trải qua quá trình trùng tu nặng nề. Không được, ta phải giúp nàng.
Lời nói của băng đế đầy kiên định dọa Vũ Hạo nhảy dựng lên. Vũ Hạo lập tức ngăn lại. Băng đế, ngươi đừng có xúc động. Cục diện hỗn loạn như thế, chúng ta làm cách nào giúp nàng? Băng đế trầm giọng nói. Năm đó Tuyết đế đã từng cứu mạng ta, hiện tại nàng gặp nạn, ta không thể nào không giúp. Ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp, sẽ không nguy hiểm cho ngươi. Ngươi không nên cử động, ta tiếp xúc với nàng. Vũ Hồn Băng Đế chậm rãi phóng thích ra, hồn hoàn kim hồng sắc 40 vạn năm trên người của Vũ Hạo lặng yên bồi hồi, hồn kim mô phỏng che giấu ánh sáng của nó. Hình xăm băng bích đế hoàng hạt sau lưng của Vũ Hạo dần dần hiện rõ, nếu hắn cởi áo, sẽ thấy hình xăm băng bích đế hoàng hạt ngọ ngoại như là sống lại. Trong đôi mắt hoàng kim tinh anh, băng đế phóng ra một tia ánh sáng kỳ dị, một khí tức dị thường cũng theo đó mà phát ra. Bản thể tông chủ độc bất tử hiện tại cũng rất là bực bội, hắn thực sự không thể nghĩ tới lại xuất hiện ra chuyện xấu đến thế này. Vì kế hoạch tập kích hôm nay, chẳng những bọn họ phải chuẩn bị đầy đủ diễn tập vô số lần, lẽ ra phải hoàn mỹ không kẽ hở mới đúng. Thế nhưng ai biết được cái phong ấn phôi thai 10 vạn năm kia lại chạy ra đây, lại còn có thực lực cường hãn đến thế này. Ở sâu ở dưới lòng đất, bất kể bản thể tông hay là mình đức đường, hai bên không ai dám sử dụng toàn lực của mình mà công kích, một khi sụp đổ không ai sống được. Thế nhưng hồn khí lạnh màu trắng kia đang vây quanh phôi thai hồn thú 10 vạn năm quá mức là khó chơi, nhiệt độ cực thấp, cả độc bất tử lẫn kính hồng trần đều có thể nói là trong thời điểm này, khí lạnh cực hạn của nàng dễ dàng hóa giải công kích của họ, kịch độc thành danh của độc bất tử cũng không cách nào tồn tại trong luồng khí lạnh lẽo đó. Huống chi độc bất tử vừa đối phó với nó, vừa phải cảnh giác kính hồng trần bất cứ lúc nào cũng có thể nổ điên đánh lén. Nhìn bây giờ có vẻ như cả hai đang tạm thời phối hợp đẩy lùi địch thủ chung. Thế nhưng nếu bên nào đó nhận thấy phôi thai hồn thú 10 vạn năm này không có khả năng ngăn cản, song phương có lẽ sẽ lại tiếp tục bộc phát ra đại chiến. Thân thể của Tuyết đế hoàn toàn bị một tầng khí lạnh màu trắng bao phủ, có dạng hình cầu, đường kính chừng 2 mét. Ngay cả ánh sáng lọt vào cũng bị nó đóng băng, trở thành tầng phòng vệ tốt nhất cho nó. Độc bất tử giơ chảo tay phải, hào quang lục thấm hội tụ ra thành một bàn tay rất to, chụp thẳng tới Tuyết đế. Kính hồng trần bên dưới cũng nhanh chóng giáp công, một luồng sáng đỏ mạnh mẽ phá không bắn vòng cung tới, như là một ngọn roi già quất đến Tuyết đế. Hai bên trước sau đều tấn công, không gian căn cứ ngầm kịch liệt vặn vẹo, hai đại cường giả công kích, thậm chí xuất hiện ra một cái khe không gian. Bọn họ không có khả năng khẳng định chắc chắn thực lực của Tuyết đế, việc cần thiết nhất bây giờ chính là phải bắt cho được nó. Ân oán hai bên thực ra cũng phải sau khi thu thập cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm này rồi mới tính tiếp. Tuyết đế lơ lửng ở trên không, tầng khí lạnh đột nhiên ngừng lại một chút, nó vốn linh hoạt thế nhưng giờ này lại không thể tránh được một chảo của độc bất tử. Chảo sắc màu lục thấm bao trùm lấy, che phủ hoàn toàn tầng khí lạnh bên trong. Trước đó một giây, công kích kinh hồn của kính hồng trần cũng hung hăng nện trên khối cầu hàn khí, khiến nó lõm vào một chút, dường như đã có tổn thương nhất định. Độc bất tử mừng rỡ, hắn cảm thấy nhiệt độ không còn lạnh nhiều trước nữa, lập tức hét lớn: "Lui! Mục đích đã đạt được, lúc này không đi còn đợi đến khi nào đây?" Bên dưới, kính hồng trần nhè răng cười lạnh lẽo, tay phải đột nhiên vung lên, cường giả Minh Đức Đường lập tức hưởng ứng khởi xướng công kích mạnh mẽ lên nhóm người bản thể tông. Công kích của kính hồng trần đánh lên khối cầu tuyết đã biến mất, thế nhưng một thứ gì đó rất xinh xắn lại lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua giống như là một thủy tinh cầu, cao vật thể trong suốt, có vô số lỗ thủng, quang mang xích hồng lóe ra rất là thần kỳ. Vù một tiếng gió bất chợt nổi lên, ngay cả tu vi cực hạn đấu la của độc bất tử nghe đến âm thanh này cũng cứng đờ cả người. Bên trong thủy tinh cầu màu đỏ rực, một chùm tia hào quang đỏ như là tơ đột nhiên bắn ra, chùm lên bàn tay màu lục thẫm đang nắm giữ Tuyết đế kia. Hồn lực cường đại của độc bất tử tiếp xúc với những sợi tơ đỏ như máu kia thì nhanh chóng tan rã, thân thể Tuyết đế nhất thời bị những sợi hào quang quấn lấy, thoát khỏi tay độc bất tử. Độc bất tử tức giận, khi mà hắn đang chuẩn bị thêm lực, đột nhiên một nguy cơ khó hiểu xuất hiện trong tâm. Đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, đã gần như bước một chân vào cảnh giới thần linh, cảm giác cực kỳ nhạy bén, thậm chí có khả năng đoán trước một chút tương lai. Không có nửa phần do dự, độc bất tử lập tức buông tha Tuyết đế, thân hình lóe lên trở xuống mặt đất, một tầng hào quang lục thấm phát động từ cơ thể của hắn, chặn toàn bộ công kích của nhóm cường giả Minh Đức Đường bảo vệ phe bản thể tông. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng toàn trường, cho dù những tiếng nổ kịch liệt kia cũng không thể áp đi chút nào. Trên không trung, những sợi tơ hào quang xích hồng bị ngừng chạy ở chỗ khối cầu căng tròn như là trăng rằm yên lặng. Nhân loại tỷ tiến, một ngày nào đó các người sẽ vì hành động liệt xác hồn thú của chúng ta mà trả giá thật đắt. Bổn tọa có chết cũng tuyệt đối không để cho dã tâm của các người được tọa nguyện. Đi chết hết đi. Bốn chữ cuối, Tuyết đế nói như là ghét thét gào vậy, âm thanh kinh khủng từ khối cầu trắng tinh đó, lượng hồn lực dao động khủng bố khiến không gian kịch liệt vặn vẹo.
Không tốt, mau cản nó lại. Kính Hồng Trần thất thành kinh hô, hắn bất chấp tất cả, từng đạo hồng quang không ngừng hiện ra giữa không trung, hóa thành một lớp hào quang bao phủ hoàn toàn khối cầu Tuyết Đế. Những cường giả Minh Đức Đường cũng nhanh chóng làm theo, tạo thành một tầng hộ cháo phòng ngự bên ngoài khối cầu Tuyết Đế. Đạo Bất Tử vô cùng tiếc nuối liếc mắt nhìn khối cầu lơ lửng ở giữa không trung, nhanh chóng chỉ huy cường giả bản thể tông lùi xuống thông đạo đen ngòm kia mà bọn họ dùng để vào đây. Vù một tiếng, ầm bùng một tiếng, núi lở đất rung, giống như là địa lòng trở mình. Tiếng nổ khủng bố nháy mắt đó vang vọng trong thế giới lòng đất. Không chịu nhục bị bắt giữ, Tuyết Đế phát động một thân tu vi khủng bố hóa thành hỏa dược, tạo thành một sức nổ kinh khủng không gì sánh kịp phát nổ sâu bên trong lòng đất. Nếu có thể dùng cấp bậc để đánh giá mức độ vụ nổ, thì Kính Hồng Trần nhất định quả quyết đây chính là vụ nổ mang uy lực của một hồn đạo khí cấp 10 từ trước đến nay chưa từng có trong sử sách.